Rồi, xin chào tất cả em, xin lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài tập cuối chương 1 của cái phần trách nhiệm mình đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần tự luận. Tự luận thì trong đây nó gồm có câu thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thì thầy sẽ quay thành 3 clip. Clip đầu tiên thầy sẽ quay bài 23 và bài 24 nha. Nói để em dễ theo dõi. Ở đây là câu 1.23 là giải các hệ phương trình. Thì ở đây người ta không nói là theo phương pháp nào, là phương pháp thế, phương pháp cộng đại số, thì chúng ta có quyền giải mà cái phương pháp chúng ta thấy là hay và hiểu dễ hiểu nhất. Ví dụ cái bài A này, chúng ta muốn giải bằng phương pháp thế không được, thì chúng ta sẽ từ phương trình 2 này chúng ta rút ra, y này sẽ bằng là 1 trừ cho 2 phần 5x, chúng ta thế vào chỗ đây thì ra. Nếu bạn nào thích giải bằng phương pháp thế thì chúng ta sẽ từ cái phương trình 2 này, chúng ta giữ y lại bên đây đúng không? Ta chuyển 2 phần 5x qua bên đây, chúng ta đổi dấu, trở thành là y sẽ bằng là 1 trừ cho 2 phần 5x. Chúng ta thế vào chỗ đây, thế chỗ đây rồi chúng ta sẽ ra được một cái phương trình theo ẩn x. Chúng ta giải ra tìm x, sau đó chúng ta sẽ thế ngược để chúng ta đi tìm y. Ok, nhưng mà giải cái phương pháp thế thì nghĩ nó vẫn lâu hơn cái phương pháp cộng đại số em ạ. Ở đây chúng ta thấy này, ở đây là 2x, 5y, ở đây là 2 phần 5x, ở đây là y. Ở đây thầy sẽ nhân ở đây cho, thầy muốn trừ tiêu y, thầy sẽ nhân ở đây cho 5. Ở đây thầy không nhân, không nhân nghĩa thầy sẽ viết lại nghĩa nhân cho 1 á. Như vậy thì ở câu A này, cái phương trình đầu tiên ta viết lại là 2x 5y bằng 10 ở đây. Thầy nhân 5 vô đây, nhân 5 vô đây và nhân 5 vô đây. Còn đúng nào? Như vậy thì 2 phần 5x nhân cho 5 thì bằng 2x. 5y thì trở thành là đây là 5y và 5 nhân 1 bằng 5. Chắc chắn bây giờ giống nhau thì chúng ta sẽ trừ thôi, trừ tuần vế của hai phương trình này. Chúng ta vừa mới nhận được, ta lấy 2x trừ x là bằng 0x, 5y trừ cho 5y thì cộng cho 0y, và 10 trừ 5 là bằng 5. Thì chứng tỏ cái anh này là như thế nào, chắc chắn là vô nghiệm. Cái phương trình này vô nghiệm thì chúng ta kết luận cái hệ phương trình này cũng sẽ là vô nghiệm, được chưa? Cái phương trình này vô nghiệm này thì hệ phương trình này cũng sẽ vô nghiệm, tại vì nó không có giá trị x và y nào để thỏa mãn khi chúng ta thế vô, mà không nhân x cộng không nhân y bằng 5 cả. Tại vì x và y này chúng ta chọn bất kỳ giá trị nào thì nó cũng đều ra là, khi chúng ta nhân thì nó đều được, vế bên trái này đều ra là số 0 này, vế bên phải luôn luôn là bằng 5, là một hàng số ha, hiểu chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu B. Rồi từ từ bình tĩnh, chúng ta phải làm công việc yêu thích, đó chính là bấm máy tính nha, để kiểm tra xem tự mình làm đúng hay sai nhé. Menu 912, ta bấm ở đây là 2, 5, 10. Tới thời điểm bây giờ thì việc bấm máy tính là đối với các em thì quá ra rồi đúng không? Ở đây là 1, ở đây là 1, ok. Rồi vô nghiệp à. Chúng ta nên kiểm tra bằng máy tính sau khi chúng ta đã giải để hình thành thói quen nha. Câu B này, ở đây ta để ý, đây 0.2, 0.1, 0.3. Ở đây là 3, 1, 5. Thì ở đây chúng ta sẽ nhân cho 10 ở đây để bỏ cái số thập phân ra, cái hiểu không? Nhân 10, ta lấy 10 nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. Nhưng mà cái hệ mới được tạo ra được 0.2 nhân 10 là bằng 2x cộng y, nghĩa là 1y đấy, sẽ bằng 3. Ở đây là 3x cộng y sẽ bằng 5. Thì y này giống nhau, ta trừ trực tiếp. Thì em lấy 2x trừ 3x thì bằng âm x. Em lấy 3 trừ cho 5 là bằng âm 2. Cái đó, đúng không? Đấy. Như vậy thì x của chúng ta sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 2. X bằng 2 thì chúng ta sẽ chọn một phương trình để chúng ta sẽ thế vô. Chúng ta chọn phương trình này cũng được, mà chọn phương trình này cũng được. Thầy sẽ chọn phương trình 2. Như vậy nó ra được là 3 nhân 2 cộng y sẽ bằng 5. Đúng không? Như vậy y chúng ta sẽ bằng 5 hết một game, trừ 3 nhân 2 bằng 6, kết quả đây bằng âm 1. Như vậy cặp nghiệm ta là x y này sẽ bằng là 2 âm 1. Rồi, một công việc rất yêu thích nữa, đó chính là chúng ta sẽ tiến hành là gì? Bấm máy tính ha. Để bấm menu 912, sẵn sàng phương trình rồi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm này, 0.2, 0.1, 0.3. Bấm tay nhanh nhanh lên nhé, 3, 1, 5, đúng không? Đây, x bằng 2,
y bằng âm 1, chính xác chưa? Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở câu C. Câu C nha. Được không? Câu C, chờ thầy gấp giấy lại xíu nè. Ở đây câu C chúng ta thấy là dưới đây có cái mẫu không? Ở đây có số 2. Như vậy phương trình thứ nhất này thầy sẽ nhân 2. Phương trình thứ hai này thầy sẽ chia 2, tại vì đây chia 2 được, chia 2 chia 2 được. Nhưng mà khi đó cái hệ chúng ta này lấy 2 nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. 2 nhân 3 phần 2 thì số 2 này trực tiêu nó còn là 3x. 2 nhân cho âm y là bằng âm 2y. 2 nhân 1 phần 2 ở đây sẽ bằng 1. Ở đây chia 2. Khi lấy 6 chia 2 bằng 3x. Trừ 4y chia cho 2 là bằng âm 2y. 2 chia 2 bằng 1. Giống không? Giống y xì. Giống y xì thì chắc chắn là trừ. Bây giờ chúng ta trừ. Trừ thì nó sẽ ra được là 0x. Cộng 0y cái này sẽ bằng 0. Chắc chắn là nó sẽ là vô số nghiệm này. Vô số nghiệm. Vô số nghiệm thì chúng ta sẽ lấy một phương trình, hai phương trình này giống nhau thì chúng ta có là 3x trừ 2y sẽ bằng 1, đúng không? Chúng ta chuyển cái thằng 2y này qua bên đây và chuyển số 1 này lại. Ra được là 2y sẽ bằng là 3x trừ 1. Như vậy y chúng ta sẽ bằng là 3x trừ 1 chia mấy? Chia 2. Nếu chúng ta viết tắt ra sẽ bằng 3 phần 2x trừ 1 phần 2 đấy. Ok. Như vậy thì hệ đã cho là vô số nghiệm. Như vậy x của chúng ta phải thuộc R. Và y của chúng ta sẽ bằng là 3 phần 2x trừ 1 phần 2. Nghĩa là mọi cái x khi chúng ta thế vào đây nó đều thỏa mãn. Nghĩa là cái x này là thuộc tập R. Và khi x thế vào đây thì y nó đều thỏa mãn. Nghĩa là nó sẽ có là vô số nghiệm. Vô số nghĩa là nhiều. Các hiểu không? Vô số nghĩa là nhiều. Số nhiều đấy. Là không thể nào đếm được, chúng ta kết luận nó là vô số nghiệm. Rồi, công việc. Đây, nhớ chúng ta phải biết cách kết luận em nha. Chứ không phải ra vô số nghiệm không mà chúng ta sẽ không ghi cái này. Cái tập nghiệm của nó như này là người ta cũng sẽ trừ điểm cho các em á. Rồi, chúng ta nên bấm máy tính vào túi. Menu 912. Ok, đây là 3 phần 2 âm 1. Tới thời điểm bây giờ đừng nói mà không được bấm máy tính nữa, thầy thua luôn ha. 6 âm 4. Bấm giống y như cái hệ mà người ta cho em nhé. Đây, vô số nghiệm. Cái máy tính này được một cái là nó chúng ta chuyển đổi về tiếng Việt khỏe. Có một số máy tính thì toàn tiếng Anh em. Toàn tiếng Anh. Thầy thì nói chung tiếng Anh không phải là dốt mà lười học, không chịu học em. Tại vì thầy không đam mê. Thầy đam mê toán mà còn tự nhiên thôi. Chơi tiếng Anh nói thì chịu ạ. Bỏ tay. Không thể dạy được và cũng không biết. Không phải là không biết, cũng phải biết cấu trúc. Ví dụ như thì hiện tại hoàn thành thì hiện tại tiếp diễn rồi tương lai vân vân, nhưng mà mình không có chuyên sâu em. Nếu mà thầy dạy được môn tiếng Anh rồi chắc thầy thành thánh. Dạy cả toán, cả hóa, cả lý, cả sinh mà dạy luôn tiếng Anh thì chắc thầy chắc thành thánh được. Ok. Câu C. Rồi, ta sẽ đi sang bài tiếp theo. Được chưa? Ok. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 24 em nha. 24. Ok. Ta sang câu A. Ở đây em nhìn hệ số này. 0,52, 0,7 âm 3. Ở đây á, nếu như chúng ta muốn trừ tiêu x thì chúng ta sẽ nhân chéo lấy 0,5 nhân ở đây. Nhân cho phương trình 2 và lấy 0,7 nhân cho phương trình 1. Nhưng mà nói số thập phân thì có vẻ nó hơi phức tạp nên ta nên trừ tiêu y đi. Ở đây số 2 đúng không? Thì chúng ta sẽ nhân chéo lấy số 2 này nhân cho phương trình 2 ở đây. Ở đây nhân cho 2. Ở đây có số 3 đúng không? Chúng ta đừng quan tâm tới dấu. Ở đây dấu cộng hay dấu trừ kệ nó.
Ở đây ta nhân chéo lên đây là nhân cho 3. Như vậy chúng ta lấy 3 nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây, được chưa? Như vậy ra phương trình thứ nhất là gì? Lấy 3 nhân 0,5 là bằng 1,5x. 3 nhân cho 2y là trở thành là cộng 6y. 3 nhân âm 2,5 là bằng âm 7,5. Tiếp tục chúng ta lấy 2 nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. Lấy 2 nhân cho 0,7 là bằng 1,4x. 2 nhân cho thằng này là bằng âm 6y. 2 nhân cho 8,1 là bằng 16,2, đúng không? Ở đây chúng ta thấy y và y thì cái hệ số của nó sẽ bằng nhau nhưng mà nó lại đối nhau này, nên chắc chắn nó sẽ là cộng. Cộng thì hai này trực tiếp bằng 0. Ta lấy 1,5 cộng 1,4 là bằng 2,9x. Kim lấy âm 7,5. Số lớn quá theo thầy chúng ta bấm máy tính cho nó nhẹ cái đầu nha. Âm 7,5 cộng cho 16,2. Chứ dùng mày chưa có máy tính để làm gì các em, có đúng không? 8,7 nè. Đó. Như vậy chúng ta sẽ lấy 8,7 chia cho 2,9 sẽ bằng 3. Như vậy x ra đây sẽ bằng 3. Có 3 rồi thì chúng ta sẽ chọn phương trình 1 hoặc là phương trình 2, chúng ta thấy 3. Đó. Chúng ta thấy là phương trình thứ nhất này đi. Như vậy x bằng 3 thì ở đây ngay chỗ đây có x nè. Ngay chỗ đây x, chúng ta thế x ở ngay chỗ đây này. Như vậy chúng ta có nó 0,5 nhân cho 3 cộng 2y sẽ bằng âm 2,5. Như vậy 0,5 nhân 3 ở đây bằng 1,5 cộng 2y ở đây bằng âm 2,5. Như vậy 2y sẽ bằng là âm 2,5. 1,5 thì chúng ta chuyển qua bên đây, chúng ta đổi dấu. Hiểu không? Như vậy đây là 2y sẽ bằng là thằng này là bằng âm 4 luôn. Như vậy y chúng ta sẽ bằng âm 2. Như vậy cặp nghiệm ta là xy sẽ bằng ở đây là 3 với lại là âm 2. Xong. Đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cái nhiệm vụ rất là ưa thích của mình đó chính là gì em? Bấm máy tính mà tôi để kiểm tra xem thử mình giải có phải là ra cái cặp số là 3 âm 2 là phải là nghiệm của nó hay không. Rồi thầy bấm luôn nha. Để màn hình máy tính này thầy bấm 912 2. Ê gì vậy? Gì sao 2 vậy? Tao làm. Bấm cái này mà. Chưa gì quốc cái 2, đây 0,5 mà. Bấm cái này này. 0,5. Mặt lý mặt lòi cho nhìn trên đây bấm số 2 chà bá là gì đâu. 2 âm 2,5 0,7 âm 3 đúng không? 8,1. Cho nhìn trong cái màn hình do nó nhiều thiết bị dụng cụ lắm em. Đây x bằng 3 và y bằng âm 2, chính xác chưa? Bấm lại lần nữa này. Rồi ok. Đây. Nha. Ta đi sang câu B. 5 âm 3 14 8. Coi thử có chia được không? Không chia được. Ha. Chúng ta nên triệt tiêu bằng cách nhân chéo. Ở đây số 3 ta muốn triệt tiêu y đi. Thì nhân ở dưới đây xuống cho 3. Ở đây có số 8 thì nhân lên đây cho 8. Còn nếu như các em mà muốn triệt tiêu x thì số 5 ở đây đúng không? Ta nhân chéo thì thằng này ngay chỗ đây chúng ta phải nhân 5. Ở đây 14 đúng không? Ta nhân chéo đây là 14. Nếu chúng ta triệt tiêu x, nếu x thì chúng ta sẽ sử dụng là trừ, mà nếu y là đây chúng ta sử dụng cộng, tại vì cái dấu nó là đối nhau này. Dấu đối nhau chúng ta sẽ cộng, mà dấu nó sẽ giống nhau bằng nhau thì nó chúng ta sẽ là trừ. Vậy thôi, nó dễ lắm nha. Chúng ta phải hiểu nguyên tắc và bản chất của nó, như vậy chúng ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. 8 ta lại nhân vào đây và nhân vào đây. Ra được cái hệ mới là gì? 8 nhân 5 bằng 40x. 8 nhân cho âm 3 là bằng 24y. Sẽ bằng 8 nhân 2 là bằng âm 16. Đúng không? Ta lấy 3 nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. 3 nhân 14 là bằng 42x. 3 nhân 8 là bằng 24y. 3 nhân cho 19 là bằng 57 ha. Chúng ta cộng hai này trực tiêu. 40 cộng 42 là bằng 82x. Âm 16 cộng cho 57 là bằng bao nhiêu? 41 ha. Và x của chúng ta sẽ bằng là 41/82, rút gọn ở đây sẽ bằng 1/2. Như vậy x của chúng ta bằng 1/2 thì chúng ta sẽ lấy thế vào phương trình 1 này đi. Các em có thể
thế phương trình 2 này cũng được, nhưng mà thầy chọn ở đây là phương trình 1. Như vậy chúng ta ra được là 5 nhân x nhân 5 nhân 1/2 trừ 3y sẽ bằng âm 2 ở đây. Rồi, ở đây ra được 5/2 trừ 3y sẽ bằng âm 2. Âm 3y để đó, trừ 2, chuyển này qua đây đổi dấu trở thành là trừ 2, 5/2 ở đây. Đúng không? Như vậy là âm 3y nhân đây là bằng âm 4, âm 4, âm 5 bằng âm 9/2. Từ đây chúng ta suy ra y, chúng ta lấy âm 9/2 chia cho 3, chia cho âm 3 chứ. Sẽ bằng 3/2 đúng không? Nhưng mà cặp nghiệm ta là xy của chúng ta sẽ bằng ở đây là x ta bằng 1/2 và y đây bằng 3/2. Đó. Xong rồi đó. Rồi được chưa? Ok. Bây giờ chúng ta thử bấm máy tính vào túi xem thử là nó có phải là 1/2, 3/2 không nha. Menu 912. Ở đây chúng ta có là 5 âm 3 âm 2 14 8 19. Đây. X bằng 1/2 và y bằng 3/2. Chuẩn. Chuẩn không cần chỉnh ha. Rồi. Chờ thì gấp thì giải lại nữa. Ta làm câu nữa nha. Ở đây cái bài này á thực sự là nó cũng khá là dễ thôi. Ở đây x trừ 2 em thấy giống nhau không? Một là người ta đặt ẩn phụ đưa về cho nhanh, còn hai người ta nhân vô. Rồi, thầy sẽ đặt có hai cách làm nha. Cách 1 này, thầy làm hai cách cho em xem. Chúng ta đặt x trừ 2 này là chúng ta đặt a là x trừ 2 và b này là bằng 1 cộng y. Đây, 1 cộng y giống nhau này. Thì khi đó cái hệ chúng ta ra được là 2a cộng 3b bằng âm 2. 3a ấy đây trừ trừ 2b sẽ bằng âm 3. Khi đó chúng ta giải ra để chúng ta đi tìm a và b. Giải bằng phương pháp cộng phương pháp thuế thì các em ta giải đây là 2 3 âm 2 3 âm 2 âm 3. Như vậy a của ta là bằng âm 1 và y là bằng 0, là b bằng 0 ấy. Đây bằng bao nhiêu? Âm 1 và thằng này bằng 0. Có a b chúng ta thế chỗ đây ra được là x trừ 2 bằng a là bằng âm 1 và 1 cộng y ở đây bằng b là bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra x chúng ta là bằng âm 1 chuyển này qua trở thành cộng 2 đúng không? Âm 1 cộng 2 là bằng 1 và y chúng ta sẽ bằng là âm 1 này. Cách 1 là như vậy. Rất nhanh nha. Cực kỳ cơ bản. Dễ hiểu. Bây giờ thầy không thích giải theo cách đó nha. Thầy không thích giải theo cách đó, thầy sẽ giải theo cách khác. Cách 2. Cách 2, nhìn thầy giải cách 2 này. Một số bạn không thích đặt ẩn phụ, vì nhờ nhân ra, bỏ ngoặc nhân ra, ta lấy 2 nhân vào đây. Nhân vào đây. 2x trừ 4. Nhân vào đây, nhân vào đây. Cộng 3 cộng cho 3y. Nghĩa là ta không thích đặt ẩn phụ, ta làm theo kiểu đây. Cũng ra thôi, kiểu gì nó cũng ra kia. Chúng ta lấy được x nhân vào đây, nhân vào đây. Như vậy đây là ra được 3x trừ cho 6. Âm 2 nhân vào đây, nhân vào đây. Trở thành âm 2 trừ 2y sẽ bằng âm 3. Nghĩa là một bài toán mà có nhiều cách làm thì càng tốt chứ mới đầu các em ha. Từ đây chúng ta có là ra được 2x cộng 3y. Ở đây này, trừ 4 cộng 3 là bằng trừ 1, chuyển qua đây. Chúng ta tính nhẩm nha em nhé. Trừ 4 cộng 3 là bằng trừ 1, chuyển trở thành cộng 1. Trừ 2 cộng 1 là bằng trừ 1. Ở đây là 3x trừ 2y. Trừ 2, 6 trừ 2 là bằng trừ 8, chuyển qua trở thành là cộng 8, trừ 3 cộng 8 là bằng 5. Đó. Nhưng mà thì chúng ta giải cái này ra thì chắc chắn, đây, chúng ta sẽ bấm máy tính rồi nè. Còn việc mình giải bằng phương pháp cộng, phương pháp thế tới giờ là dễ rồi. Menu 912 ta bấm ở đây là 2 3
âm 1, 3, âm 2, 5. Đây, x bằng 1, y bằng trừ 1. Đúng nhỉ? Nghĩa là chúng ta giải kiểu gì? Nó cũng sẽ ra x bằng 1 và x y bằng âm 1. Cách 2. Hiểu chưa em? Đó, nhưng mà cái bài để thầy giải cho em hai cách. Câu C, một là cách đặt âm phụ. Còn các em không thích đặt âm phụ thì các em khai triển ra. Ta nhân ra. Ta nhân ra thì ra được cái phương trình này, phương trình mới này. Rồi, ok ha. Đây nha. Câu A này. Cách trình bày á. Câu B này nè em. Câu C nè. Câu C ở trong đây thì thầy chọn cái cách đặt ẩn phụ để trình bày cho các em là cách 1 á. Còn cách 2 thầy cũng đã làm chi tiết cho các em để ra được cái phương trình kia rồi. Ok. Thấy rõ. Quá rõ không? Để thầy từ từ bình tĩnh. Đây. Cái đoạn cuối, đoạn sau này. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở hai bài tiếp theo. Chúng ta nên làm trước nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi. Xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó. Ok. 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 Hòa Lan đẹp các em. Đấy. Đẹp luôn. Chào.